Rồi, em Hoàng đẹp trai mến chào cô chú anh chị mình luôn. Thì ở clip này em Hoàng chia sẻ về chiếc cutting. Cụ thể là trong quá trình sử dụng á, nếu một ngày đó thì chiếc cutting mình nó bị lủng trên quá trình di chuyển á, thì nó bị lủng, bị xì. Nó bắt buộc mình phải thay bánh xe cua. Nhưng mà trong trong xe trong bộ đồ nghề theo xe của hãng của nhà máy á, thì để mở cái bánh xe cua xuống á, cô chú anh chị bắt buộc phải có cái chìa phá dẹp này để mình mở cái núm xoay nha, mở núm xoay. Nhưng mà đối với bộ đồ nghề theo xe của Custin á, thì đặc biệt là không có con vít này từ nhà máy nha, không có con vít này đó. Thì Hoàng cũng mới phát hiện đây nhờ cái sự góp ý của khách hàng của em Hoàng nha. Thì nếu một mai thì mình không có vít này thì mình sẽ xử lý như thế nào, mình sẽ giải quyết như thế nào. Và bây giờ mời cô chú anh chị mình cùng theo dõi video của em Hoàng nha. Và đây là cái túi của chiếc Palisade nha. Palisade thì có con vít này, ngược lại Custin thì không có. Rồi em Hoàng đẹp trai mến chào cô chú anh chị ha. Thì hôm nay em Hoàng có nhận được một cuộc gọi góp ý của khách hàng của em Hoàng về chiếc Custin. Cái góp ý cụ thể như này là xe của anh bị lủng lốp, giờ anh tiến hành anh thay lốp. Mà ở trong cái bộ đầu nghề của theo xe đó thì nó không có cái con tua vít gọi là tua vít dẹp đó nha anh em. Để mình mở cái chỗ này thì giờ em Hoàng sẽ mở xe này ra, mình kiểm tra xem coi cái bộ đầu nghề theo xe của hãng nó gồm những gì, và nếu mà không có con vít dẹp đó thì mình xử lý như thế nào nha. Đây em Hoàng mở cốp ra, cốp điện đó. Giờ mời cả nhà ha cùng với em Hoàng kiểm tra xem cái phần đầu nghề theo xe nha. Đây mà cả nhà xem qua thấy thấy rõ không em? Để anh ghi qua cái cơ thể này nè cô chú anh chị ha. Đây đây là cái phần cái chỗ này nè, cái vị trí này á là để mình mở cái thòng cái lớp xe cua ở dưới gầm ga nha. Mà ở đây bộ đầu nghề theo xe để em Hoàng lấy ra cho cô chú cho cả nhà mình cùng xem qua ha. Đây bộ đầu nghề theo xe mình á, thì gồm chỉ có đây con đội, rồi cái này để mình mở con bu lông của cái vỏ xe nha. Rồi cái này cũng vậy đó. Rồi này là cái móc để mình kéo xe đó. Còn này thì tay quay đó. Thì chỉ bộ đầu nghề theo xe thì chỉ như thế này thôi đó, hoàn toàn không có gì thêm. Nếu như trường hợp như sáng khách qua hàng của Hoàng á, comment là không có con vít ba ke dẹp á, để mình mở cái này ra thì mình làm thế nào. Đây cô chú anh chị xem cái nút này ha. Thì giờ đây ở trên tay em Hoàng đây là cái chìa phá của chiếc Custin nha. Đó chìa phá của chiếc Custin, giờ nếu không có thì em Hoàng sẽ mở cái chìa phá xe cua đây. Chìa phá phụ, chìa phá cơ. Mời 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 anh uống nước cho mình. Đây là chìa phá cơ nha nha cả nhà. Đây giờ Hoàng thọt vô cái vị trí của cái chỗ mở lớp đây. Đây em quay lại thấy rõ không? Rồi nó quay vòng vòng luôn, nó quay được nha cô chú anh chị. Thay cho cái chìa phá nó thay cho cái chìa phá dẹp của mình. Đây cô chú anh chị ha. Đây thì theo như khách hàng nói á, thì tất cả các xe của Hyundai, ví dụ như xe Santa Fe trước đây á, thì đều có theo xe là có cái con vít dẹp để mình tháo cái chỗ này á. Thì thực chất á, thì hiện tại thì nhà máy đã tính hết tơn rồi, tính hết tơn luôn rồi, không cần có vít dẹp đó nữa. Thì mình có thể dùng cái chìa phá phụ nha cô chú anh chị. Đây ha, thọt ra đây vừa tiếng luôn ha. Rồi sau khi mình tháo cái nút này ra thì mình chỉ cần lấy cái ống điếu mình dặn mình xả cái bánh xe cua xuống thôi nha cô chú vậy đó. Thì cũng nhờ có góp ý của khách đó, nên em Hoàng mới
mò ra được cái chìa khóa xe cua này đó, và quay cho cả nhà cùng xem qua, nên cả nhà cũng đỡ phải bỡ ngỡ nha. Đó, bộ đồ nghề theo xe thì chỉ có nhiêu đây thôi nha cô chú anh chị mình. Đó, là không có con vít dẹp nha. Rồi, chỉ nhiêu đây thôi, rất là gọn nha. Rồi, Hyundai Cutin hỗ trợ giá tốt, cực kỳ tốt cho cô chú chị mình ha. Vui lòng liên hệ với số hotline của em Hoàng đẹp trai 0902873101. Em Hoàng xin cảm ơn.